Have you ever felt? Are you listening? Damn. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, thì mình sẽ đi ra Combini để hướng dẫn cho mọi người cách in Jumin-ho với lại Kaze Noze Shomesho. Thì ba cái giấy đó nó rất là quan trọng, các bạn đi đến đâu làm cái gì cũng cần phải sử dụng nó. Đứng vào đây cho nó mát. Thì các bạn đi đâu làm gì cũng cần phải sử dụng ba cái giấy đó hết. Thì Jumin-ho nó giống như là hộ khẩu của mình vậy. Nó giống như là giấy tạm trú, thường trú. Thì đi đâu cũng cần, bất kể là bạn ở một mình hay ở chung với ai hay là ở trọ, bạn đều cần cái Jumin-ho đó hết. Còn Kaze Shomesho là cái giấy báo thuế của bạn, tức là năm trước bạn phải đóng bao nhiêu tiền thuế. Còn cái giấy Noze Shomesho là để thông báo là bạn đã đóng đúng thuế chưa, đóng đủ thuế chưa. Thì nếu như mà con số Kaze với Noze khi mà in ra mà con số nó giống nhau á, có nghĩa là bạn đã đóng đủ thuế rồi. Thì rất là nhiều cái hoạt động giấy tờ mà bạn cần phải nộp ba cái giấy này. Ví dụ như là bạn muốn kết hôn với Nhật. Không kết hôn ở Nhật thì hình như không có cần nộp giấy. Rồi thí dụ như là bạn muốn mời gia đình sang Nhật chơi mà muốn bảo lãnh tài chính cho ba mẹ đi á, thì bạn cũng cần phải nộp giấy thuế. Rồi thí dụ như bạn muốn đăng ký ba mẹ, em gái hoặc là bà nội, bà ngoại gì đó trở thành người phụ thuộc để cho bạn có thể gửi tiền về để xin giảm thuế, cũng cần những cái giấy này. Mà nếu như các bạn đi xin giấy ở ngoài Shiakusho, ở ngoài trung tâm thành phố thì nó rất là, ủy ban nhân dân thành phố thì nó rất là phiền, bởi vì nó chỉ hoạt động trong giờ hành chính thôi à. Thì nếu như mà bạn đi học thì còn đỡ, còn có bữa được bữa cái được, chứ bạn đi làm mà cứ xin nghỉ để đi làm mấy cái này thì rất là phiền. Mà mặc dù là nó không có nhiều khơi, bạn đi lên là bạn sẽ lấy được giấy về liền à, nhưng mà tốn cái công đi. Với lại bạn phải, nhiều khi bạn đi làm ở cái tỉnh nó không có, nhiều khi bạn đi làm ở cái tỉnh không có phải là tỉnh nhà bạn. Ví dụ như mình ở Chiba, mình đi làm ở Tokyo, thì mình phải về cái Shiakusho ở Chiba mới làm được, nó phiền lắm. Vậy nên thì ở bên này người ta có một cái dịch vụ là bạn có thể cầm cái thẻ My Number của bạn, xong rồi đi đến Combini. Thì những cái Combini lớn như là 7-Eleven, Family Mart hoặc là cái gì ta, Lawson, thì đều có cái dịch vụ là in giấy tờ hành chính. Thì những cái giấy tờ hành chính như là Jumin-ho hay là Kaze, Noze, Shomesho đều có hết. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến Family Mart, tại vì Family Mart là gần với lại nhà mình nhất. Nếu mà bạn đi in giấy tờ ở Combini thì bất kể Combini nào nó cũng giá rẻ, chỉ có 250 yên thôi. Còn nếu như mà bạn đi ra Shiakusho để mà in thì nó tốn 300 yên, thì cũng chỉ chênh là 50 yên thôi, nhưng mà nó rẻ hơn với lại nó tiện hơn. Bạn bước ra khỏi nhà là lấy được mà. Rồi, đầu tiên là Family Mart. Thì đây là cái máy in của nó, hiệu Sharp. Và nó có một cái khay để đọc thẻ My Number của mình. Thì cái mặt sau của thẻ My Number nó có một con chip để lưu xuất cái dữ liệu về bạn. Bạn đặt thẻ vào đây thì máy sẽ nhận được. Thì mình nhấn vào cái Kyose Sabisu là dịch vụ hành chính. Rồi chọn cái nút ở trên, tức là nhận giấy chứng nhận từ Combini. Sau đó thì đồng ý. Rồi tiếp theo thì để cái thẻ My Number vào khay để cho nó quét cái chip phía sau. Rồi sau khi mà nó nhận được thẻ của bạn rồi thì nó sẽ hỏi là bạn muốn lấy giấy chứng nhận ở cái địa điểm nơi bạn sống đúng không? Cái si, cái cư, cái chồ, tức là quận, huyện, phường, xã nơi bạn sinh sống đúng không? Thì mình chọn là đúng. Rồi xác nhận thôi. Thì đây là cái mật mã gồm 4 số. Hồi trước lúc mà bạn nhận thẻ My Number thì bạn được quyền chọn, nó y chang như là thẻ ngân hàng á, chọn 4 số. Xong rồi lấy thẻ ra. Tiếp theo thì sẽ là một loạt những cái lựa chọn. Thì bạn muốn lấy Jumin-ho hay là lấy Kaze Noze hay là lấy hộ tịch. Mà cái hộ tịch đó là dành riêng của người Nhật, không phải là của người nước ngoài. Nên mình chỉ in hai cái đầu tiên thôi. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hỏi bạn là in Jumin-ho cho bản thân bạn hay là cho tất cả mọi người trong gia đình, hay là chỉ in một vài người trong gia đình thôi.
Rồi khi mà in á, thì có thêm cái phần mà mối quan hệ với chủ hộ hay không, có thêm cái số thẻ My Number của bạn hay không, rồi còn thêm quốc tịch của bạn hay không nếu bạn là người nước ngoài. Thì thường á, nếu như mà cái công việc hành chính của bạn đang thực hiện mà nó không yêu cầu á, thì bạn không có cần phải chọn, chọn 000 hết. Còn nếu như mà đặc biệt yêu cầu bạn phải có thì bạn mới chọn. Rồi in ở company á, thì nó chỉ tốn 250 yên thôi, rẻ hơn 50 yên so với là như bạn đi ra Shiakusho. Cái máy sáp này á, là cái dòng nó khá là cũ rồi, vì vậy nên nó in rất là lâu. Vì vậy nên trong quá trình chờ đợi thì nó rất là dễ thương, nó cho bạn chơi trò chơi tìm điểm khác nhau giữa hai hình. Nhưng mà cái này bạn chỉ nhìn rồi xác nhận lại thôi, chứ nó không có cho phép bạn nhấn lên màn hình để chơi được. Chỉ là nhìn rồi chọn coi chỗ nào khác biệt, rồi xong cái nó cho bạn kết quả, bạn kiểm tra coi nó có đúng hay không thôi. Thì kệ, cũng giết thời gian. In ra nó sẽ như thế này. Thì phía sau nó sẽ có con tem. Còn phía trước thì nó chỉ đơn giản là một cái tờ giấy như tờ giấy photo thôi. Nếu mà bạn xin ở ngoài Shiakusho thì nó sẽ có thêm cái loài hoa của cái tỉnh đó in lên trên, thì nó dễ thương hơn thôi chứ cũng không có gì. Rồi số 2 là máy 7-Eleven. Thì mình thích cái máy này hơn rất là nhiều, bởi vì màu sắc được rõ, nút thì to, bấm rất là dễ. Thì các thao tác cũng y chang thôi. Nhưng mà máy thì khá là tốt và nhạy, bấm là được à. Rồi cái khay mà để đặt thẻ My Number thì nó cũng là chung cái khay với lại cái thẻ Nanako của 7-Eleven luôn. Thì bạn sẽ đặt cái thẻ My Number dọc chứ không có đặt ngang giống như cái kia. Rồi đặt dọc lên như vậy và nhấn tiếp theo thôi. Cái quy trình thì nó cũng y hệt như bên kia, nó hỏi bạn là có lấy giấy chứng nhận ở trong cái tỉnh mà bạn đang sống hay không, rồi nhập mật mã vào. Nhập mật mã xong thì lấy thẻ ra. Rồi cũng y chang như bên kia, cũng là bạn muốn in Jiminho hay là những giấy tờ khác hay là hộ tịch. Thì người nước ngoài chỉ chọn hai cái nút trên thôi, là in Jiminho hoặc là in Kaze no Z. Rồi cũng y chang bên kia. Rồi cái giấy mà in ra thì các bạn thấy là không hề có sự khác biệt giữa hai cái giấy in ở hai cái company khác nhau. Thì mặt sau nó vẫn có con tem y chang như vậy, mặt trước nó vẫn là cái hình, vẫn là cái chữ in như kiểu photo vậy đó. Thì nó rất là đơn giản thôi, đủ để phục vụ mục đích nộp giấy tờ. Rồi cuối cùng là company Lawson. Thì ở Lawson nó xài chung cái máy shop y chang như là của Family Mart luôn, nên những cái bước nó cũng y chang như Family Mart. Thì ở đây mình sẽ làm đến cái bước mà chọn quyết định coi là bạn muốn in cái gì. Thì thay vì in Jiminho thì ở máy này mình sẽ in Kaze với lại Noze Shomesho cho bạn xem. Thì khi mà bước vào đây thì thay vì nhấn Jiminho thì bạn nhấn cái nút những loại giấy tờ khác, là cái nút số 2. Thì những loại giấy tờ khác nó sẽ có gồm là Noze. Thì Noze nó là cái chứng nhận bạn đã đóng thuế. Rồi cái nút đầu tiên là thuế mà thuế cố định, tức là nếu như bạn mua đất ở Nhật thì bạn phải đóng thuế. Đó là cái đầu. Cái thứ hai là Kaze. Kaze là cái chứng nhận những cái thuế nào bạn phải đóng. Cái số 3 là Noze, là chứng nhận bạn đã đóng những cái thuế ở Kaze hay chưa. Và cuối cùng là giấy chứng nhận những cái tài sản cố định của bạn.
Rồi thì ở đây á, thì mình sẽ in cái nồi dê với lại cà dê cho các bạn xem. Thì cái phí của nó vẫn y chang, vẫn là 250 yên. Rồi, vậy là mình đã có 3 cái giấy là Jiminho nè, Noze Shumesho nè, và Kaze Shumesho. Rồi các bạn, vừa rồi thì mình đã thị phạm cách in Jiminho với lại Noze Kaze Shumesho qua ba cái company phổ biến nhất ở Nhật là 7-Eleven, FamilyMart với lại Lawson. Bên cạnh đó thì một số company nhỏ khác như là Ministop chẳng hạn thì nó cũng có in giấy tờ hành chính, nhưng mà không phải tất cả company đều in. Ví dụ như có cái company Daily gì á mà mình hay đi á thì nó lại không có. Nên các bạn cũng, nếu mà gần nhà các bạn có ba company lớn á, thì nên đi ba cái company đó thôi. Tốt nhất á, thì mình thấy là nên đi 7-Eleven, tại vì máy nó rất là xịn mà chữ to, các bạn nhấn nó dễ. Còn của Family Mart với lại Lawson là nó xài chung cái máy in của shop, rất là chậm. Đó, rồi thì video hôm nay chỉ như vậy thôi. Mình hy vọng là nó bổ ích cho các bạn. Thì bạn nào mà mới sang còn chưa biết tiếng Nhật, hay là lúc mà thao tác còn băn khoăn lấn cấn á, thì cứ comment bên dưới hỏi mình. Thì mình biết cái gì thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái đó. Ok, bye bye các bạn.